những giọt thánh linh thế kỷ 21. Những giọt cam lồ trong giáo lý của Minh Sư Ruma chứa chan ánh sáng tình thương của vũ trụ và ẩn tàng lực lượng giải thoát. Tập 16. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bên trong. Quý vị vốn đã là một vị Phật khai ngộ, xuống nhân gian lâu quá nên quên đi sự cao quý, quên đi trí huệ sáng suốt của mình. Đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, cũng nên nói lời khẳng định. Người tu hành có lực lượng, lời nói dù khẳng định hay phủ định, tự nhiên nó sẽ hoàn trả lại mình. Có một thứ ngôn ngữ mà chúng sanh và vạn vật trên quả địa cầu đều hiểu được, đó chính là ngôn ngữ của Đức Phật. Định lực tình thương trong vũ trụ luôn bảo hộ chúng sanh. Quý vị càng khám phá sự cao thượng bên trong, bản thân càng nhận được nhiều ân điển của vũ trụ. Sống trong thời đại hoàng kim, có Minh Sư tại thế, nếu có niềm tin với Phật trời, với Minh Sư, tu hành có công đức, quý vị sẽ vượt qua được tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Tất cả chúng sanh xuống thế gian đều có ngọn lửa vô minh trong người. Nếu họ không nhận thức được, không diệt được nó, cả thế giới có thể sẽ bị tiêu hủy trong giây khắc. Muốn nhanh chóng được thăng hoa trong tâm linh, quý vị phải chuyên tâm tu hành, giúp những người xung quanh hướng tới con đường tu. Các vị minh sư cũng thăng hoa bằng cách đó. Tu không phải cứ cạo đầu rồi vô chùa, vô hang, vô núi. Ở nhà quý vị cũng có thể tu được, nhưng phải biết rõ con đường mình chọn là sự cứu cánh nhất. Khi quý vị thật sự thương yêu Thượng Đế, Ngài sẽ chăm sóc quý vị. Nhân gian là trường đào tạo minh sư, đào tạo thánh nhân, là nơi thanh lọc những linh hồn. Càng được thanh lọc, quý vị sẽ càng thăng hoa. Quý vị vừa theo dõi tập 16 của chuyên mục Những giọt thánh linh thế kỷ 21. Đây là những lời pháp cam lồ của Minh Sư Ruma được trích từ quyển sách Những giọt thánh linh thế kỷ 21. Mọi thông tin chi tiết về những bộ đĩa, sách, ấn phẩm diệu âm đã phát hành xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: oceanoflove@yahoo.com. Sách thơ Đạo Tình Quê Hương. Tuyển tập những bài thơ hay nhất của Minh Sư Ruma về chủ đề đạo, tình và quê hương. Thơ Minh Sư Ruma là lời bộc bạch của một thi sĩ mang trong mình một sứ mệnh cao cả, một trái tim ấm áp, lãng mạn và một tình yêu quê hương nồng cháy. Đọc thơ Minh Sư Ruma, chúng ta như đang đọc một cuốn nhật ký mà ở đó người đọc bị thu hút bởi nét phong cách rất riêng không lẫn vào đâu được. Chân chất, mộc mạc, tự nhiên nhưng cũng rất sắc sảo. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sóng cồn cứa vào tim ta tình yêu quê mẹ. Gió biển, nắng biển, nơi nào cũng thế, nhưng chẳng nơi nào bằng biển nơi ta sinh. Không nơi nào yêu dấu như biển cả quê hương. Dù chúng sanh quê nhà nghiệp dày phước mỏng, rời xa quê hương ta hy sinh cuộc sống, hy sinh tuổi trẻ và tình yêu lứa đôi. Quê hương ơi, ta đứng sát bên rồi, ngó nhìn tuổi thơ xa, xanh mờ dải đất. Nghe tiếng hát quê hương, ngạn ngào trong tiếng nấc. Biển quê hương ơi, có biết ta đã trở về. Mời quý vị đón đọc tập thơ để nhận lãnh những lực lượng tối thượng và đắm mình trong tình thương yêu vô tận từ Minh Sư Ruma.
nhấn like và subscribe kênh để nhận thông báo về video mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đón xem những phần tiếp theo.